Xin chào anh em nha. Nay mình sẽ mới làm cái máy tưới hoàn thành luôn đó anh em. Ngày mai nữa là mình sẽ hàn miếng sắt nữa để cho nó kẹp cứng nha anh em. Anh em thấy cái gì không? Tại sao mình làm kiểu như vậy? Thì nó tại thấy như thế này là tại vì là cái ở miền Tây mình á là sử dụng, nếu mà bình thường nó đặt cái máy ngang gì nè để mình quay cho dễ. Đó, cái máy thường thường nó xuôi nó gì phải không, mà mình đặt ngược lại có nghĩa là cái qua lăng, nó hướng qua lăng sẽ nằm ở đây, cái tay quay nó nằm trên đây đó. Nhưng mà đặt cái ngang á thì cái này nó sẽ quay ngược, bỏ mà làm ngược mình chế lại gì nè. À, tại sao mình làm cái ống như thế này quay ngược lên thì mình sẽ nói với anh em là tại vì là mình tưới đầu hướng này mà cái này hướng quay hướng lên đây thì làm sao mà mình tưới được, đúng không? Thì mình làm như thế này. Cái co thường thường người ta nói là cái co nó sẽ giảm được cái lực nước, nhưng mà mình làm như thế này á, thì nó giảm một phần nào đó nhưng mà nó không có ấy nha. Ngay thì cái đường ở đây á là mình sử dụng ống bung chính ha. Ngay cái đường lên nè là mình sử dụng ống bung chính lên ống 60. Ống 60 là sử dụng coi 60 ha, 60. Rồi sau đó mình xuống ống bung chính lại. Đó. Mình chừa một khoảng ở đây để sau này ví dụ như mình có cái sử dụng ống ống khác á, thì mình sẽ cắt ở đây mình nối khác vô. Và mình chừa khoảng đây để mình nữa mình có ống nối ống 60 thẳng luôn á thì mình cắt ở đây để mình làm ống 60 ha. Đó, không thôi mình xài cái mình bỏ hết trơn luôn á. Rồi cái này là cái ống trăm phân rồi đó ha. Châm phân đâu, còn đây là hút phân nè. Đó, ý lộn, cái này là mình pha thuốc và phân, còn này đó là mình châm ha. Đó rồi mình hút đó. Rồi sẽ ví dụ như cái này nữa mình hút nước dưới chẹt ra đường luôn cũng vẫn được nha anh em. Đó, mình hút nước dưới chẹt luôn vẫn được. Rồi mình sẽ cái này á thì anh em á là ví dụ như cái cơ khí ngọc này phải không? Cái cơ khí ngọc này á dưới một quan thể mà ví dụ nó không có ốc để bắt ở đây á để mình ấy nước á thì giờ mình có thể mình làm cái này, cái co này vừa trong phân thì mình sử dụng co lên thì bắt vô chuyền vô đây, mình mở qua này hơi thôi ha, mình mở hơi thôi đó, mình mở hơi cho nước nó đủ vô đây rồi nữa cho nó ra thôi. Ở đây á thì nó yếu anh em, tại mình sử dụng ống đây là ống tới 49 lận, rất là to đó. Nên là mình mình có đồ hàng á thì mình kẹp một cái sắt V xuống đây, thẳng xuống đây cho nó chắc lại. Rồi sau đó mình bắt sắt từ dưới đây hàng lên trên đây một cây, và ở dưới đây ở đây nha, hàng lên đây một cây nữa là để đừng cho nó rung nha anh em, với cho nó qua lợi nè, mình cho nó rung á là nó rung theo cái máy luôn, là có nghĩa là cái máy nó rung, là theo cái này nó rung theo cái máy luôn, nó không có giật. Ví dụ như mình bắt cái ống này á, vô cái xuồng á, thì cái xuồng nó đứng chỗ và cái máy thì nó rung thì nó tất nhiên là nó sẽ ảnh hưởng cái này nha, lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng nha anh em. Đó. Nước nữa, nó không có nước thì đỡ mà có nước thì nặng lắm nha anh em. Cái này á, thì cái co ga để mình sử dụng nè, mở ra nè, đó. Rồi để cho nước nó phúng ra để đẩy đẩy cái xuồng đi á. Cái này mình sử dụng ống 27 nha. Đó, mình mở ra mở vô nè. Đó. Cái này mình thêm một cái co xuống đây, một cái co lơ ga cái nữa. Mình chỉnh cái co qua lại nè, đó, mở ra. Đó. Mình cho đẩy cái xuồng đi á, ví dụ mình xịt thuốc cho châm phân rồi đó. Là tự động đẩy cái xuồng đi. Đó, anh em ha. Bây giờ anh em nữa mua ống á, thì mình sử dụng co với ống loại dày nha anh em, để đảm bảo cái độ rung của nó mình sử dụng lâu bền nhất nha anh em. Mình có một cái lỗi này anh em. Mình có một cái lỗi này là khi mình siết cái đoạn này với con này là không có chắc. Nhớ rồi. Nếu mà mình lỗi này là mình trầm trọng lắm anh em ơi, mình thay cả bộ luôn á.
thay cả bộ luôn á, nếu mà bị xì nước á. Anh em dù sau này mà sử dụng á, mình siết chặt cái này thiệt chặt nha anh em, chết luôn rồi. Nhưng mà không sao đâu, tại vì mình hàng cố định chắc rồi, không sao đâu. Nếu mà nó bị xì thì mình cắt ngang đây để mình nối thêm một cái nữa đó. Mình nối thêm cái khác vô để nối khác vô để mình thay con này với cái này. Hai cái này cũng rẻ tiền, có mười mấy ngàn cái à, cũng rẻ không sao đâu. Thì cái này thì chắc nhiên là thay nguyên bộ luôn rồi nè, chết luôn rồi. Cái này là thay nguyên bộ luôn anh em đó, tại vì nó đính liền hết đây đó. Thay tới đây là được khúc này đó. Mình nhớ rồi, mình thấy nó hở mình mới thấy, mình mới nhớ. Tại vì lúc đầu mình gắn vô á là mình gắn mình không có cái đồ gì mình xiết hết trơn á. Ống này là ống to lắm nha anh em, cầm tay luôn nè, ống to lắm, lên nước dữ lắm, lên luôn anh em. Nãy mình xịt thử nè, trời ơi nước kinh khủng luôn, dữ lắm, ướt hết trơn luôn nè, quá trời luôn. Ống này ống to lắm nha anh em. Nè, anh em thấy đường kính không? Định luôn. Ống này ống to lắm nha. Này là mình đi tới từ từ nha anh em. Mình đi mình tới. Với một cái nữa là mình không có làm cái lắc co, mà làm lắc co nó sẽ yếu hơn này. Lắc co nó sẽ yếu hơn này, nhưng mà mình không có nhất thiết là mình phải thay, nên là mình sẽ sử dụng như cái này luôn, thì mình làm chết luôn nếu mà thay thay toàn bộ hết. Còn mà mình không có thay nên là cái này nó chắc lắm. Cái đầu hút này nó hơi yếu rồi, chết luôn anh em ơi. Nhưng mà sử dụng lâu bền không biết sao. Nếu mình gắn vô thì mình có siết chặt rồi, nó đụng vô cái miếng sắt ở trong rồi, nhưng mà nó cũng chắc rồi chứ không có yếu đâu. Mình làm vậy nha, cái máy dầu đi 6 nha anh em, bu li nha, bu li zin nha, bu li theo cái máy dầu nha anh em đó. Cái bu li theo cái máy dầu và cái dây là dây bản A nha anh em, chứ không phải bản B nha. Bản A nó sẽ ngon hơn bản B nha. Mình sử dụng, anh em sử dụng cái bu li, cái dây cu go mà là dây cu go tốt á, nó sẽ ngon hơn bu li dởm nha anh em. Bu li này tới 40, cái dây cu go này tới 40 ngàn cái đó.